luôn. Đừng có bảo ngày xưa mới lớn mà mấy đôi 15, 16, 17, 18 mới biết yêu, mới biết hôn mà không cứng. À thượng luôn. Thượng luôn, là giao chuyện không thượng được. Ừ em ơi, cái tầm giả vờ múa nước ngọt không giải quyết được cái gì em ạ. Cái tầm mà vì sao có nhiều nhiều vụ hiếp dâm là đến đến cái lúc đấy nó đít mạng cái tinh thần ở trong con người, cái dâm dục nó lên nó quá gọi là ăn tươi nuốt sống rồi nên nó mới thế. Lúc đấy ôm thôi mẹ mày chim còn ra nước rồi ấy, chứ đừng nói là cứng. Đây, ở đây có con vợ nào bảo đi với gái mà bảo chim ra nước không? Ra quá luôn. Ông là bảo không, ông là máy hỏng mẹ rồi. Ông chém gió, đéo chuyện không. Nói nó phải là thực tế ấy. Kể cả các bà con gái luôn. Các bà con gái lúc nào cũng bảo ui dồi ôi, anh tởm đấy, chồng tởm đấy, eo ơi bệnh hoạn đấy. Thôi em ơi, các em ơi, đây là sinh lý của mỗi con người. Đừng ai bảo là bệnh thế, kinh thế, eo ơi tởm thế. Đi mẹ mày, các bà lên giường, các bà ngựa, các bà quậy, cứ giật, các bà giật như điện giật. Lúc quánh cho các bà người, các bà bụng, các bà dùng mình đi. Các bà có thắt lại đi, các bà có bảo bệnh không? Lúc đấy bà chả trẻ ra mấy tuổi, lên đỉnh như thế mà bà bảo. Bây giờ bà lại bảo bệnh hoạn thế, sợ thế. Nhưng mà rời anh ra thì đéo có thằng bệnh như anh đâu. Đúng không? Nó cái gì nó phải thực tế. Đừng, mình lên mình cứ gặp bà nào, ôi ơi, sợ chứ. Ui, tởm thế. Sợ quá. Chịu rồi. Này, lại còn vừa học được cái skill mới cơ. Đấy, nhờn. À, nhờn này hộ à. Skin mới nhưng mà chưa dùng, cất đi, cất 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 con skin này với cả con hàng chiến đấu là mình phải cất đi, không dùng được, chưa dùng, dành cho vợ. Đỉnh mẹ mà à, tát của này thì thôi à, xuống tát của này đúng bên mép thì thôi, xin một lần luôn, xin một lần em yêu. Đã được hôn ai bao giờ đâu. Ui rồi em ơi, thế thì con thì là mình phải vá. Vá đi. Đừng để con nữa. Cho lớn lên đây. Rồi lại gặp mấy bà. Eo ơi anh kê thế, anh bệnh thế, sợ tởm quá. Tởm nè, đi mạ mày tởm. Tôi nhá, đéo có chuyện gọi là đi mạ mày. Giữ ý hay là phải phải giữ hình ảnh đéo gì hết. Kể cả mọi người đang đi chơi nó đánh dấm, kể cả đi đi bất kể đi đâu cùng một đoàn á, bảo đánh dấm cái thứ cần thiết đánh luôn. Ơ ngày xưa kể cả đang làm với người yêu đang chuẩn bị đi mạ phong quả dám luôn, thối hùm mất hứng luôn, nhờn cãi nhau luôn, hiểu chưa? Đó là sự thật. Bây giờ nhiều người mất mấy chục triệu để đi chữa đại tràng, chữa bụng để đánh được những quả dám. Tại sao đít mình mệt, đít mình thở mà lại người ta lại bảo đánh giám là vô ý thức? Thế các ông bà có đánh giám không? Đúng không? Các ông bà lại bảo các ông bà không đánh giám đấy. Chẳng qua khi đánh giám ông bà con trai hay con gái các ông đánh theo cái kiểu đít mạ mà ép khí thì nó khác. Còn tôi là tôi cứ kênh con mẹ lên này, tôi vách 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 đi ra, tôi đánh một phát là nó ra hết cả một mảng luôn, nó thoải mái. Chứ các bà mấy con vợ đánh rắm kiểu 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 kia, kiểu co co, kiểu ép 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 em nó ra kiểu píp 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 đấy. Thì nó ra của đấy là không ăn thua. Tôi đánh nó về đi mạng mà đánh một phát là một chàng luôn. Ví dụ như đánh 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 kiểu các bà này này. Đấy. Đấy không? Đấy. Các con vợ rồi đấy không? Quánh đúng kiểu đi mẹ mình ngập ngừng luôn, tim tim anh ngập ngừng đấy, tim em ngập ngừng ấy này. Đấy, đúng không? Các vợ nghe tiếng tiếng rõ không? Làm to lại lên tí nữa nhá. Đấy, quánh quánh kiểu ngập ngừng ly biệt đấy. Tôi nhá. Nhờn đi bạn hộ ái, phang thẳng luôn, không phải ngại. Thêm hơn nữa này. Nhờn là đánh để hiểu luôn quả rắm của mình, chứ không kiểu đánh như này đi mẹ mày về á, về cẩn thận bị bệnh đấy, đau đấy. Mình là mình phang thẳng luôn, đánh đánh bíp còi như đắc tắc đường ấy. Đúng không? Là phang là phải phang mạnh luôn, không trình bày. Sao giờ lại đánh nhỉ?
phịt mấy cả phịt hoành nó phải là đánh hết luôn, đéo bao có chuyện ngại. Địt mẹ bây giờ mà ngại thì bảo đít anh mệt anh thở thế thôi, anh mà nhịn lại may là địt mẹ mày là phun phun trà ra thì làm sao. Mót là Phật không trình bày đỗ hộ ái. Cả nhà đang ăn cỗ. Ui, em hỏi tất cả bạn bè anh ấy, đợt vừa rồi lên nhà anh chơi sâm Tết này, bạn bè anh em thân ấy lên họ gặp mẹ Chiến bố Hải, mẹ mẹ đẻ luôn mẹ Chiến này, bạn bè đến nhá, bốn năm đứa đến nhá, đang ngồi mẹ oánh lắm, oánh má ơi luôn, oánh đến nỗi mà thằng Tuấn Tồ này, thằng Toàn Vẩu này, thằng cán bộ này mà còn đỏ hết cả mặt cơ. Hỏi mày nhé, hỏi mấy thằng ấy, ui mẹ Chiến oánh nhá, oánh không phải nhẹ 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 đâu, mẹ oánh theo chàng luôn, biết chàng không, chàng rắm ấy. Ngày xưa anh nhớ như một bạn, anh dắt đến nhà ăn cơm, ngồi ăn cơm với nhau nhá, nên là em anh này, bố anh này, mẹ anh này, bạn ý này và anh này, mẹ nhá, kể con gái người yêu hay là người yêu đấy nhá, bạn gái đấy, gọi là bạn gái đấy, đến nhà nhá, bà oánh rắm luôn, buổi mặt bà người yêu mình đỏ bừng luôn, đéo hiểu vì sao, đi mẹ mày lên nhà ông Long này, gia đình nhà ông ấy đéo hiểu nhau sao lại hài thế, hay là vô duyên thế, hay là như nào. Ôi mẹ quánh một phát nha, mặt bà người yêu đỏ đỏ bưng luôn, đỏ như ăn gấc luôn, ngại mà. Mẹ Chiến cứ ngồi cứ cười, cứ dặn là cười rồi. Nhà anh buồn cười á, không giữ ý điều đấy đâu, cười vậy đó. Các con vợ mà muốn tăng cân giảm cân với cả chị Mụn thì inbox nhá, đừng ấy, mua phải inbox ấy, đừng quên ấy. Em ơi, tầm này bước con mẹ sang ngày mới, em chúc anh buổi tối vui vẻ làm đéo ấy. Ôi, đi chưa đánh rắm thì nói chuyện bình thường, sao mà không đánh rắm. Anh đánh đánh bình thường luôn. Đi mà ăn kênh hẳn đít vào mặt anh đánh luôn. Ở đây là có anh em nào chơi trò mà mót đánh rắm ấy, là mình cho tay vào khe đít mình bịp này, bịp vào mũi mũi bạn nhá. Ngày xưa tôi toàn thế không? Toàn đánh 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 kiểu đấy mà. Thành Minh hơn 5k rồi. Em ơi, hơn 5k hay là 10k anh đéo quan trọng em ạ. Anh có phải là anh lên livestream anh chém gió để anh câu like, câu view để nhiều người xem đéo đâu. Mọi người thích nghe mình nói chuyện, quý mình thì mọi người sẽ vào xem mình. Đéo phải đi nói chuyện linh tinh rồi chém gió hay là chửi người này người kia để mình câu view để mình đéo ấy. Đéo giải quyết vấn đề gì cả. Cái câu view này thích em đi em hack cũng vẫn được mà. Em hack cũng vẫn được mà. Em hack để làm gì? Qua mình nói chuyện mình chém gió với mọi người vào đây chơi mình thì mọi người xem thôi. Anh chưa ngủ à? Phải luôn. Anh chưa ngủ thì anh mình livestream anh mà nói chuyện với em, anh chưa ngủ anh vẫn thức em gì? Nói chung là bây giờ cái gì nó cũng phải thực tế, trai gái hôn hít tít mù làm gì nó phải thực tế. Nói chung là bà nào mà yêu ai hay là anh yêu bà nào thì giận nhau nó cũng kéo được lâu đâu. Nếu mà cãi cọ nhau linh tinh thì nhanh hòa giải á. Gặp anh thì trong một lốt nhà hòa nhà hòa giải luôn. Đâu có chuyện đi bà mẹ. Ngày xưa yêu nhưng cũng nhiều quả buồn cười. Đang đi đường nhá, cãi nhau nhảy con mẹ xuống xe luôn. Ô vãi luôn. Đéo bà bị làm sao. Đang yêu, đang cãi nhau gọi là đi đi kiểu vô tình gái nhắn tin hay đéo gì. Hay đéo nhớ là cái chuyện gì. Đang đi xe, đang đi ngoài đường nhảy con mẹ xuống đường chạy bộ luôn đó, phải luôn cái cảnh mà đi mẹ người yêu chạy bộ mình đi xe đéo hiểu là thốn đến mức nào luôn. Ui cái cảm giác này là thốn đéo biết là lên đi về hay lên bà gọi bà lại đéo biết làm nhau, gọi lại các bà thì ngại mà đéo gọi thì lại bảo là mình là đéo yêu mình đéo ra gì, nó nhiều cái nó khó hiểu. Nhiều bà muốn cười. Anh đã xỏ bọng đéo đâu mà gì bưu.
Nhưng mà ví dụ đang trong trận đánh rắm có mất hứng không các bác? Thực ra ví dụ mà rắm của em đánh quả rắm lành ấy, tức là rắm rắm lành ở đây có nghĩa là rắm không có mùi, nó chỉ có tiếng thôi, thì nó không sao. Nhưng mà hôm trước em vừa ăn hải sản, em ăn khoai ăn ngô mà em quánh quả rắm ra thì thôi anh thề luôn, mùi đi mẹ, mùi nó như là mùi cống luôn. Thì mình đang đi đường, mình ở phòng này mà mình ngửi cái mùi cống mình khó chịu rồi. Mà đang lúc mẹ mày dâng trào cao hứng mà cô em lại ăn quả 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 ba tê, hôm qua cô em vừa ăn ghẹ với cả hàu với cả ấy, thì thôi mùi nó khắm đi mẹ mày, mùi nó khắm như kiểu đi mẹ mày sắp chết. Cái mùi những người sắp chết mà đi vệ sinh ra ỉa khắm lắm lạm luôn. Hello anh Tuấn nhá, khỏe không anh? Lại bảo đang thi chiến mà lại bảo là có dòng thối thì có mất hứng không? Mất má ơi luôn, mất quá luôn. Kể ra bây giờ mà có đạo diễn nào mà mình kiểu dạng bây giờ mình mà may mắn nha, mà có con vợ đạo diễn nào mà Long à, anh có bộ phim mày vào mày đóng cho anh thằng, mày đóng cho anh thằng Đao hoặc là cái thằng là mà kiểu hầu hạ đại ca, đóng vai kiểu ngơ ngơ ấy, ngơ ngơ kiểu nghiện ấy, kiểu hay hút đá xong ngáo ngơ không làm được việc ấy. Ôi ông anh ơi, ông anh đạo diễn ấy tìm đúng người luôn. Ít mẹ mày, tối mà đóng kiểu nghiện kiểu ngáo ngơ mặt si bà đào nhá, mặt đúng kiểu đi mẹ mày viêm lão Nhật Bản à, thì thôi đi cứ đúng kiểu này chết thì thôi chấm hết luôn. Đéo có duyên làm diễn viên các con vợ. Xem mấy ông diễn viên toàn mấy ông đi mẹ mày đóng cái kiểu cố dạ cố tỏ ra mình hài hước để mình buồn cười, không có cười đéo đâu. Bây giờ mà các con có con vợ là đương gọi đến mà bảo Long ơi đóng thế nhở, số mình may mắn thế thì ít mà mày lên truyền hình thì lên truyền hình nhồi toan từ vỉa với cả từ mấy cái từ vào chấm hết vào thì thôi luôn. Thì các con vợ đỡ hộ ấy. Số mình đã được làm diễn viên đấy. Số đã được làm diễn viên đấy. Được làm diễn viên thì lúc giờ này đéo được gì ngồi đây. Bố mày đi kiếm tiền quảng cáo. Trường Camon chuẩn rồi em, thằng đóng như cái lồn ấy. Như thằng thần kinh ấy.